Như thế này thì mới làm mới như mới đây. Đây à? Đây đây. Có mua có bán dưa hàng riêng không? Không. Hôm em đặt cái đuôi bên kia. Đấy. Sau là được mua cái trực hoành ấy. Xong đây. Đây à hả? Cái này rửa trên này xuống rồi đúng không? Ngậm vào đây cái là lại có cây đẹp. Vân trường bê đầu ra ngoài, triệu cơ của sông hồ. Vân trường bê chặt đầu, bê hầu lên là triệu cơ của sông hồ. Vừa mua đôi xong điền. Vẫn còn hỏi được không? Này nó câu ngay. Đẹp, ý tưởng táo bạo. Mang cái dây đi, đẹp khổ ấy. Nó câu ngay mà. Nhất là dài tiền á. Dài tân và thân. Tích thân điền của anh Thắng à? Con này nó câu ra bán nhanh được 500. Nhà Vân Tinh. Đây à? Rồi. Bọn này nhưng mà hàng xịn nó đi được cái. Làm ra đứng ra em có quay này. Giấy của bác nào đấy? Giấy của Văn Thắng. Bao nhiêu tiền đây? 7 triệu. 7 triệu. Tiền thì không nói. Ngụt nhỉ? Đây chưa bán. 7 triệu cái giấy. Đấy, nhìn thật ra. Quá nhỉ? Ui rừng rành đẹp này, sao ra đây? Như nó có là đi cái đồ nó vừa vừa đấy. Cái đồ Việt Nam đi đồ nhập quá là em mua những cái quần áo. Sợ vô lên. Rừng còn nhập từ bên kia về. Thế nó như mình nhé. Sắp về đấy à? Cái vách này nó liền rất hay. Đừng dành dành quá. Si Si hôm có quay một lần rồi. Đến giờ có cái lọc lại. Mình sẽ đỡ đỡ. Chồng cô sang một cái cốt chậu khác. Mày cũng như là đừng mai rùa. Ra chợ rồi anh Vời. Này nhiều tiền không? Đấy 12 triệu mà. 12 triệu. Cái này chắc căng hơn nhỉ? Hay là 18 triệu. 8 à? 18 triệu. 18 triệu. Đây là con quy. Ủa? Con ở kiếm lên. Ừ. Rùa vàng, rùa đỏ. Giống rùa thật mà làm trí làm. Đầu này theo đầu ý hay con rùa ấy rồi, chân này. Chân. Đẹp. Vừa mới bảo giống con rùa rồi. 12 triệu rùa. 18 triệu cho mình dành. Cấu mấy cái cổ thì nó đỡ đỡ thôi nhưng mà xì lên đây là kinh nhỉ. Rụt thụt lụt. Nguyễn Văn Thắng. Nguyễn Văn Thắng. Đây. Xã Canh Nậu. Đến từ Canh Nậu và Thạch Thất. Thành phố Hà Nội. Thành phố Hà Nội. Hà Tây Cũ. Đây. 0979. 0979. 796. 796. 881. 881. Giấy tím đây. Không ai được kẹp gọi. Thắng đại gia. Đại gia. Đấy. Nghe chưa anh Bảy chưa? Tay giấy là ngon, hôm nay nó mới
về nhà già đi là lâu hết đấy. Không phải đùa đâu nhá, mầm thì nhìn thế thôi đấy. Cứ để cho nó già như này lâu lắm nhá. Già như này lâu lắm nhá. Không đâu. Với tí 7 triệu. Đây, quên vừa nãy vào cái số của anh Trương này. Đi rùa này hay. Đi đường dành tốt, cũng tốt. Cái gì đây? Thôi thôi, các bác cứ tự nhiên. Sang đây xem những cây bên này xem. Ơ, anh đang đâu đấy? À đây à? À vâng, em vẫn em lang thang ngoài này thôi, lại coi thư tí vậy. Vâng vâng, anh nhá. Lục vương. Xanh lá móng, cái này là lại của lại chuyển phòm cho thùng đen này. Thùng đen. Trùng dâu thì về rồi. Đấy, cây hôm trước thích thích đây. Thích túc đây. Hôm trước là trồng đến đây này. Lúc mà mình cứ tưởng là nó ở dưới này là không có gì. Nhưng tao này thì hay. Ông đang ngồi uống nước ở kia trải bao tiền này. Mất kinh, nhìn cảm giác cái sợt da gà này. Bác nhìn thấy bác sởn ra gà. Sởn ra gà. Bởi vì nhìn nó cứ như bị ghẻ ấy. Nó cảm giác mình sởn ra ốc, sởn ra gà đấy. Nó như bị ghẻ. Đây, dễ giết chất liệu tốt. Hôm trước tôi lên, tôi nhìn thấy nó có mỗi trên này, có mỗi tưởng mỗi củ nó cắt ra đâm nó không nắm lấy. Nhưng bây giờ có chất liệu là dễ và thân nhiệt tốt này thì ok. Đâu cây của bác Hà đâu? Đây đây, trên xe máy. À. Này có mở hàng được cây nào chưa? À, được 2 cây. Con này nó như bị ghẻ. Nó sẽ bị vui thế kia. Hôm trước trồng nó cây trên dưới các bạn mình chả biết. Nói chung là cây này nuôi cây cút lên đẹp. Còn giống rừng được. Lộc vừng, các ông ngồi uống nước kia giá rổ thì các bác sau nhé. Lộc vừng, lộc vừng. Chậu bằng tay. Con gì ghép ghép ba vai không mang đi hả anh? Ừ, anh để ở nhà em ạ. À vâng. Xì. Xì xếp chất liệu được đấy. Hồng ngọc mai. Đáng quá, nhưng mà nhiều hoa. Của anh Hiếu. Cây của anh Hiếu. Sùng.
làm con đồ ôm chậu đây, hôm mai đồ ôm chậu, chậu rửa quạt. À, thì đi sang đoạn cuối chợ đằng kia xem có cái gì hay không.